Và bây giờ là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mỹ sắp chuyển giao tàu tuần duyên lớp Hamilton thứ hai cho Việt Nam. Tàu tuần duyên USCGC John Midgate đã hoàn tất thủ tục gắn cờ Việt Nam cũng như chạy thử cuối cùng và sẽ được phía Mỹ bàn giao cho Việt Nam vào cuối tháng này. Cựu đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh hôm 24 tháng 5 cho biết trong một đăng tải trên Twitter rằng tàu USCGC John Midget đã sẵn sàng để được bàn giao cho Việt Nam sau khi được sơn lại và gắn tên CBS 8021. Thông tin này cũng được truyền thông chính thống trong nước đưa tin sau khi xuất hiện hình ảnh của một tàu tuần duyên có sơn cờ Việt Nam và dòng chữ Việt Nam Coast Guard, Cảnh sát biển Việt Nam, đi qua khu vực Edmonds của tiểu bang Washington hôm 18 tháng 5 trên trang báo mạng của Mỹ, My Edmonds News. Những hình ảnh này cũng được đăng tải trên trang Facebook dành cho con tàu từng nằm trong hệ thống tuần duyên của Hoa Kỳ, USCGC Midgate. Theo báo Tuổi Trẻ, một đại diện của Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận tàu John Migget sẽ được bàn giao cho Việt Nam vào cuối tháng này. Người phát ngôn cho Bộ Ngoại giao Mỹ cho tờ Tuổi Trẻ biết rằng con tàu đang ở Seattle, Washington, nơi nó sẽ có những điều chỉnh và huấn luyện cuối cùng trước khi được giao cho phía Việt Nam trong tháng 5. Trước đó, hôm 19 tháng 5, tờ Thanh niên cho biết một tàu cảnh sát biển Việt Nam vốn là chiếc John Migget, WHEC 726 vừa sơn xong và có số hiệu 8021 của tuần duyên Việt Nam đang chạy thử ở Seattle, Washington. Đăng tải của đại sứ Vinh cho biết con tàu sắp được Mỹ bàn giao cho Việt Nam là tàu lớp Hamilton. Được biết, đây là một trong 12 con tàu lớp Hamilton mà Mỹ đóng trong thập kỷ 1960 để sử dụng trong thời gian chiến tranh lạnh. Đây sẽ là con tàu tuần duyên thứ hai thuộc lớp Hamilton mà Mỹ giao cho Việt Nam theo chương trình bán trang bị quốc phòng dư thừa sau tàu USGGC Morgenthau được biên chế vào Cảnh sát biển Việt Nam với số hiệu CSG8020 vào cuối năm 2017. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper trong chuyến thăm Hà Nội hồi cuối năm 2019 cũng khẳng định rằng dự kiến Việt Nam sẽ nhận một tàu tuần duyên lớp Hamilton đã ngừng hoạt động từ Hoa Kỳ vào năm 2020 để sử dụng cho các cuộc tuần tra trên biển Đông. Theo báo Tuổi Trẻ, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách chính trị quốc phòng Clark Cooper cho biết rằng ban đầu Mỹ dự kiến giao cho Việt Nam con tàu này vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm nay. Được biết, việc chuyển đổi tàu John Mickett thành tàu tuần duyên cho Việt Nam bị chậm trễ do ảnh hưởng của đại dịch COVID đối với các hoạt động của Hải quân Mỹ. Mỹ và Việt Nam đã thắt chặt hơn việc hợp tác quốc phòng trong những năm gần đây trước ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực, nhất là các hoạt động tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông. Theo phân tích của tiến sĩ Satoru Nagao của Viện Hudson của Mỹ với tờ tuổi trẻ, John McGett là lớp tàu Hamilton thứ hai đưa sang Việt Nam, đồng nghĩa với việc hiện nay thiết bị chính của Cảnh sát biển Việt Nam là từ Mỹ đưa sang. Do đó, theo tiến sĩ Nagao, thì điều này đòi hỏi sự hợp tác sâu hơn về việc hỗ trợ cách thức vận hành và kết quả là quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Mỹ sẽ được cải thiện hơn. Gần đây có những thông tin liên quan đến việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin có thể thăm Việt Nam trong tháng 6 này. Khi được hỏi về điều này, người phát ngôn Bộ ngoại giao Lê Thị Thu Hằng được truyền thông trích lời cho biết, quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ thời gian qua duy trì đã phát triển trên nhiều lĩnh vực, trong đó gồm hợp tác về an ninh và quốc phòng.